Ê, tấn công vô mấy bạn chốt của hổ bạn ơi. Ủa nè 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 nè. Ủa trời ơi con bạn ơi. Đó, nó bắt những bạn chốt của hổ đi kìa bạn ơi. Kìa. Gỡ chưa kìa. Wow, chiếc xe chạy hai các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này nó chạy đụng với bạn chốt của hổ bạn ơi. Kìa. Ôi no. Ôi no. Ôi trời ơi. Wow, ý các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này chạy đâu các bạn? Kìa. Ôi no. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này ơi. No. Trời ơi, no. Ôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, đây có chiếc xe cứu thương các bạn ơi. Đâu các bạn? Đây. Nè, Uống ơi. Nè, 911. Ủa có cái đèn cứu thương nè các bạn ơi. Polit nha các bạn. Rồi bây giờ mình khởi động luôn các bạn ơi. Wow! Các bạn ơi. Chiếc xe này có âm thanh nha các bạn. Đó, có đèn chớp chớp nè. Đã chưa các bạn ơi. Xe đang di chuyển các bạn ơi. Đó, xe di chuyển hay chứ các bạn. Đó, xe này di chuyển yếu các bạn ơi. Rồi, không được rồi. Rồi bây giờ mình tắt chiếc xe các bạn. Rồi, tiếp tục qua đây các bạn ơi. Các bạn ơi, đây có chiếc xe công nông các bạn ơi. Để bây giờ mình lấy ra các bạn. Ô, các bạn ơi, nè. Chiếc xe công nông nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, này mình kéo nè. Ô, xe chạy nè. Pull in. Đó, nè chạy nè. Nè. Thôi, nè chúng ta. Ô, giảm chân ga các bạn ơi. Đó, wow, bánh xe quay nữa bạn ơi. Đó, xe xịn chưa? Wow, giảm chân ga lại nha các bạn. Chớp đèn luôn nè các bạn ơi. Đó, xe có cái vô lăng nè, nhìn bự chưa nè các bạn. Rồi các bạn, rồi chúng ta thể mở nắp capo luôn nè các bạn. Đó, mở nắp capo ra chúng ta sẽ thấy ở trong này á là động cơ xe nè các bạn. Wow, đó xe có ống khói nè, đó két nước nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, xe xịn ha. Rồi chạy ra nào. Qua những chiếc xe đẹp ha các bạn. Bây giờ mình lấy cái này các bạn ơi. Ý, cái này là cái gì các bạn? À, cái này cái gọng bút cán, cái gọng bút cán vô các bạn ơi. Xong rồi nè các bạn. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe gọng bút cán siêu xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây có con nhìn ngầu chưa các bạn ơi. Bây giờ mình lấy ra các bạn. Ui nè. Wow. Trời ơi, con nhện dữ chưa các bạn ơi. Nè, có cái đầu điều khiển luôn các bạn. Ui, bây giờ mình kiểm tra coi, dưới này có cái công tắc nè các bạn. Đây, nè đó, mình khởi động con nhện lên các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động công tắc lên các bạn. Rồi đó, bây giờ mình bấm nè các bạn. Ui các bạn ơi. Nè. Đó con nhện nó di chuyển các bạn. Đó. Các bạn ơi. Trời, con nhện này tấn công vô mấy bạn chốt của hổ các bạn ơi. Đó nè. Ui trời ơi, con nhện này dữ các bạn. Nè. Đó nó làm gì các bạn? Ui kìa. Ui trời vô nó ăn thịt mấy bạn chốt của hổ các bạn ơi. Con nhện này còn sống nha các bạn. Nè, đó, nó di chuyển các bạn ơi. Nó tấn công vô bạn ơi. Kìa. Ồ nó bắt nè, nó bắt những bạn chốt của hổ bạn ơi. Đó, ghê chưa. Rồi, con nhện này dữ các bạn ơi. Đó, nó bắt những bạn chốt của hổ đi các bạn ơi. Kìa, ghê chưa kìa. Ồ kìa, nó bắt bạn xoay đi các bạn ơi. Đó, kìa. Ồ nó ăn thịt luôn kìa, ghê chưa. Wow, con nhện này dữ các bạn ơi. Để con nhện đây mình, bây giờ chúng ta sẽ qua đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe ô tô đẹp chưa đây các bạn ơi. Đó, chúng ta hãy mở cửa luôn các bạn. Xe ô tô hai cửa nhìn đẹp chưa? Hai cái dàn đèn đẹp chưa? Bên trong nè các bạn, nội thất bên trong nhìn siêu xịn sò luôn. Wow, bên này đó các bạn. Đó, bên này có vô lăng lái xe nè các bạn. Đó, xe rất đẹp luôn nha. Wow, xe chạy hay chưa các bạn? Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Ê, cái này là cái gì đây các bạn? À, cái này cần cầu bút cát. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa chiếc xe lại nha các bạn. Đây, gắn vô các bạn. Đó, ok xong các bạn ơi. Ở trên này có anh tài xế lơ xe nè các bạn. Đó, rồi, chạy ra các bạn ơi. Tiếp tục các bạn. Ê, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? À, các bạn ơi, đây hình như là một chiếc xe cầu bút cát. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cầu bút cát. À, cái cầu bút cát này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp vô bạn. Rồi, ok xong rồi. Wow, một chiếc xe cầu bút cát nhìn đẹp chưa đây các bạn ơi. Rồi, chạy ra các bạn. Ồ, các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì nữa bạn? Wow, những bạn chốt của hộ. Để bây giờ mình lấy ra các bạn ơi. Wow, rất là nhiều bạn chốt của hộ luôn. Đầu tiên là bạn gì đây? À, các bạn ơi, đây bạn Sky nè. Rồi tiếp theo đây là bạn Rubble, đây là bạn Muscle nè. Còn đây là ai đó các bạn? À, đây là anh Rider nè các bạn ơi. À, đây là bạn Trey, à, đây là bạn Zuma nè. Rồi cuối cùng đây là bạn Rocky nè. Những bạn chó của hộ này chơi sao ta? Đây bây giờ mình lấy bạn này mình chơi thử nha. À, mình biết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái phao cứu sinh này các bạn. Đó mình gài ở đây các bạn ơi. Đó, bên này nè các bạn. Có cái nút bấm nè các bạn. Bây giờ mình bấm nè các bạn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Rồi mình tiếp tục lấy cái phao các bạn. Đó, mình gài đây các bạn. Bây giờ mình bấm nút nè các bạn. Wow, đó cái phao bay ra hay chưa các chú của họ này chơi hay các bạn ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục các bạn ơi. Phía trước chúng ta có hộp gì nữa các bạn? Wow, một hộp súng siêu ngầu. Bây giờ mở ra các bạn. Wow, các bạn ơi nè, các bạn ơi đây những bộ phận của cây súng này. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại nha. Đây là khẩu súng này các bạn ơi. Để bây giờ mình kiểm tra coi khẩu súng này còn hoạt động nha các bạn. Rồi, mở đi ra các bạn. Ô, bên trong này các bạn ơi. Rồi, bây giờ bấm này. Đó, mở lại. Rồi bây giờ mình kiểm tra đây các bạn. Đó, ơi các bạn ơi. Nè, chỗ này chỗ pin nè các bạn. Gắn cái cục pin này lại các bạn ơi. Rồi. Ui các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Ui no, các bạn ơi. Ui. Ui các bạn ơi, trời ơi, cái khẩu súng này mình mới gắn pin vô thôi các bạn, là nó đã hoạt động rồi, ghê chưa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lại nha các bạn. Ok xong các bạn ơi. Rồi bây giờ thử kiểm tra lại các bạn. Wow, khẩu súng rất là mạnh luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái nòng giảm thanh mình gắn lại các bạn. Đó, wow, khẩu súng dài hơn rồi. Còn đây là cái ống nhắm nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gài đây các bạn. Đó, rồi dặn lại chỗ này các bạn. Wow, khẩu súng nhìn xịn chứ các bạn. Đó, rồi còn đây là cái băng đạn nè, còn đây là những viên đạn nè. Bây giờ mình sẽ gài đạn vô các bạn. Đó, mình gài đạn vô nha. Rồi, ok. Đó. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Đó, băng đạn này hả có thể gài được rất là nhiều viên đạn luôn các bạn. Đó, mình gài rất là nhiều viên đạn luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái băng đạn vô bạn. Đó, ok xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử bắn nha. Ây da, trời ơi, đau dữ vậy. Khẩu súng này bắn rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nhắm những mục tiêu nha. Các bạn ơi, phía trước chúng ta là những mục tiêu kìa. Bây giờ mình sẽ nhắm nha. Wow.
Wow, mình đã bắn hết những mục tiêu các bạn ơi. Các bạn thấy khẩu súng này chơi hay chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái đồ trộn bê tông này các bạn. Mình sẽ gắn cho chiếc xe này nha. Đây. Rồi, ok các bạn ơi. Đó, như vậy mới đúng là một chiếc xe trộn bê tông siêu bự luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồ trộn bê tông này, mình sẽ lắp vô nha các bạn. Rồi, ok xong các bạn. Đó, một chiếc xe trộn bê tông siêu đẹp các bạn. Nó có cái cabin màu xanh nước biển nè. Trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn thấy chưa? Wow, các bạn ơi, xe chạy mạnh chứ bạn. Ó, đụng vô chiếc xe rác của mình luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ sắp ra bánh xe cho chiếc xe chở rác này nha các bạn. Đây, gắn vô đây các bạn. Rồi một bánh các bạn ơi. Cộng thêm một bánh này đi. Ok xong rồi. Wow, chiếc xe chở rác siêu to luôn các bạn ơi. Đó. Wow các bạn ơi, ở đây có hộp xe gì các bạn? Wow, một xe địa hình các bạn ơi. Đâu bây giờ mình kiếm chỗ mở các bạn. Đây đây đây, mở đây các bạn ơi. Wow, một chiếc xe địa hình siêu đẹp luôn các bạn. Có cái đầu điều khiển nữa các bạn ơi. Có phục nhúng nhìn đẹp chưa các bạn? Wow, có này có ống bô luôn các bạn ơi. Nè, phục ở phía trước nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy động cơ phía trước nhìn ngầu chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn. Đây, rồi ok. Bây giờ mình sẽ khởi động cái đầu điều khiển nè các bạn. Rồi, bây giờ kiểm tra. Wow các bạn ơi. Nè 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 nè, chiếc xe hoạt động được các bạn. Đó, wow. Ồ, xe này là xe bán tải chạy rất hay luôn các bạn ơi. Đó. Wow, chiếc xe chạy hay các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này nó chạy đụng như mạng chốt cứu hộ các bạn ơi. Kìa. Ôi no. Ôi no. Ôi trời ơi các bạn ơi. No. Trời ơi chiếc xe này. Ôi no. Ôi trời ơi các bạn ơi. Trời ơi nó chạy đâu vậy? Ôi no. Bạn ơi. Ê, trời ơi các bạn ơi. Ê, trời ơi đụng luôn bạn ha. Trời ơi no các bạn ơi. Trời ơi. Ôi no. Trời ơi không được rồi. Trời ơi không được các bạn ơi. Kìa. Ôi chiếc xe này chạy ghê quá. Ôi trời ơi. Ủa chạy ghê chứ bạn ơi. Ôi no. Ôi kìa. Không được các bạn ơi, không được rồi. Ôi không được rồi. Ôi no. Thôi không được các bạn ơi, dừng lại. Ôi các bạn ơi, chiếc xe này chạy ghê các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Chiếc xe ben này bị nhúng ben các bạn. Bây giờ mình lắp bánh xe cho các bạn. Đó, một bánh xe các bạn. Rồi, hạ cái ben xuống. Tiếp tục thêm bánh xe ở đây nữa các bạn ơi. Ok, xong các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe các bạn. Wow, một chiếc xe này xe container các bạn ơi. Còn bây giờ mình lấy các bạn. Ô nè các bạn ơi, nè đó, đây cái đồ điều khiển các bạn. Ô, còn đây chiếc xe các bạn ơi. Wow, chiếc xe nhìn dài chưa các bạn ơi. Mình có thể mở cái đầu kéo luôn các bạn. Bây giờ có cái nút khởi động các bạn. Khởi động xe sáng đèn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đồ điều khiển ấm thử các bạn. Đó, xe chạy các bạn. Đó, rồi, chạy thử các bạn. Đó. Wow, xe chạy hay chứ các bạn ơi. Kìa. Wow, ý các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này chạy đâu các bạn? Kìa. Ôi đâu. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này ơi. Đâu? Trời ơi, đâu. Ôi trời các bạn ơi. Ôi no. Các bạn ơi. Trời ơi, gì vậy? Ôi no. Các bạn ơi. Trời ơi. Không được rồi. Ôi trời. Các bạn ơi. Kìa. Ôi chiếc xe này. Ôi trời, sao nó đụng vô những chiếc xe này? Sao nó đụng vô những cái chống hộ? Ôi không được rồi. Gì vậy? Ôi trời, gì vậy? No. Đừng mà. Ôi no. Trời ơi. Ôi nó chạy mạnh quá các bạn ơi. Nè. Ôi trời ơi, nó chạy mạnh chưa kìa. Đó, rồi nó bị mắc kẹt ngay luôn các bạn ơi. Rồi nó bị mắc kẹt luôn các bạn ơi. Rồi mình kéo nó ra đây nha. Ôi trời, nó chạy nữa các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy đụng nữa kìa. Nó, trời ơi, nó đụng nữa các bạn ơi. Ôi không được rồi. Ôi trời. Trời ơi. Thôi lần này nó mắc kẹt các bạn ơi. Thôi đừng có giải cứu nữa các bạn ơi. Chiếc xe container chơi hay các bạn ha. Từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất nhiều món đồ chơi rất hay luôn. Nhưng mà bây giờ cũng đến giờ mình phải về ăn cơm rồi các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.